từng đêm ngọc vắng không lại làn tóc mây, tưởng như em vẫn còn đây. Thôi uống thêm một ly để cho với sầu dĩ vãng quên người phù dây tình ta. Tháng ngày biết có vội pha hay quên là để nhớ nhiều hoan nghiệt một mối tình. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng giới thiệu cho anh em một cặp loa trợ lời của LG. Nó hỗ trợ cái giải trung trầm, trung cao và một chút giải tép lên rất là tốt luôn anh em nhé. Nếu mà bộ dàn nào của nhà anh em mà thiếu cái giải lời này, anh em bổ sung để nghe cái giải lời cho nó rõ. Rất là tiếng ca sĩ và tiếng nhạc cụ lên rất là rõ luôn. Đôi này thì em không chỉ những nghe mà anh em bày rất là đẹp luôn, nó đẹp đẹp xuất sắc. Đấy, cái vân này đẹp rất là sang luôn. Đấy, bóng bẩy nhá, màng của nó màng nó trắng vàng rất là đẹp. Con này chiều ngang của nó là 27 cm anh em nhé. Chiều ngang của một loa là 27 cm. Đấy. Chiều sâu của nó là 25. Chiều sâu của nó là 25. Đấy. Chiều cao của nó là 20. Bát của nó trang bị bát 10 cm nhé. Công suất của nó là 100W một quả. Đấy. Hàng chuẩn LG. Chính hãng của LG anh em nhé. Thùng quách còn rất là vuông vức và đẹp. Đấy. Rất là đẹp luôn. Anh em bày lên thì chốc loa anh em hát karaoke hoặc là loa nghe nhạc nhé, nhưng mà em khuyên là nên để nghe nhạc hơn. Tại vì karaoke thì nhiều bác sẽ có những bộ dàn rất to, các bác vít em sợ là nó ảnh hưởng đến loa ấy. Chứ còn nếu mà như em hát karaoke em mở vừa vừa thì chẳng sao cả, mà đủ gia đình nghe chẳng sao cả, nhưng sợ mấy bác mà mở quá tay quá trớn ấy, thì nó sợ nó ảnh hưởng, nên là tốt nhất là em khuyên anh em nên dùng các bộ dàn nghe nhạc nhé. Đấy, loa rất là đẹp, bóng bẩy đẹp gần như là xuất sắc, 98-99% luôn. 100% thì chẳng được tại vì đã qua sử dụng rồi, nhưng mà cũng phải được 98-99%. Thiết kế này bát là bát lõm anh em nhé, trắng vàng rất là đẹp, nhìn sang bóng bẩy, gân của nó gân cao su. Đây là hai cái lỗ thông hơi. Cặp này em để cho anh em với cái giá 1.399.000 nhé, 1.399.000 thôi. Đấy, anh em nhiệt tình mà chuyển khoản đầy đủ thì em sẽ bao ship luôn cặp này tận nhà cho anh em luôn nhé, bao luôn cước ship cho anh em. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo shop cẩn thận cho anh em nhé. À quên, con này bên trong nó được đấu sẵn tụ cắt tần rồi anh em nhé, tụ hóa đấy, cắt tần rồi. Sau khi mình đấu qua tụ thì trở kháng của loa nó bằng vô cực, có nghĩa là gần như là không có trở kháng ấy. Anh em đấu song song với cái loa của nhà anh em, trở kháng nó vẫn chỉ bằng cái loa của nhà anh em thôi. Đấy. Nếu mà không có tụ thì anh em đấu song song thì trở kháng sẽ giảm, nhưng mà có tụ rồi anh em đấu song song không bị giảm. Đấy. Nhưng mà khi mà đấu qua tụ ấy, thì cái giải tần của nó còn lại, nó sẽ chỉ còn giải trung trầm, giải trung cao và giải tép anh em nhé. Anh em chỉ việc đấu song song với loa của nhà anh em là nghe được thôi. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.